Chào các bạn nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sữa bi đỏ. Nguyên liệu của nó thì là gồm có là 180g bí đỏ đã hấp chín, đường cát thì là 5 muỗng này, 5 muỗng ăn cơm đường cát. Sữa tươi mình sẽ dùng là 300ml. Whipping Silver của Tân Nhất Hương mình sẽ dùng là 100ml, với lại 100ml nước lọc. Các bạn có thể là lấy nước luộc bí, nước hấp bí này các bạn xay cũng được nhé. Còn không có mình dùng nước lọc. Là đủ 5 muỗng đường các bạn nhé. Sữa tươi là 300ml này. 200. Sữa tươi. 100 whipping silver, các bạn ăn ngọt thì là mình lấy 100, còn nhạt thì mình rút bớt xuống nhé. Thì mình sau này mình còn ăn cùng với đá nữa mà. Cho 100ml nước lọc vào đây. Nước lọc đun sôi để nguội. Chúng ta sẽ xay nhuyễn nó lên. Sau khi xay nhuyễn rồi mình sẽ tắt lại. Mình thử kiểm tra xem nào. Béo ngon lắm các bạn ạ. Này không tăng cân mới lạ này. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp. Mình nấu ấm ấm thôi, không nấu sôi, nhưng nấu sôi nó sẽ mất hết các chất các bạn. Cho lửa nhỏ nhé. Mình sẽ đổ vào đây. Ngon lắm. Trong quá trình nấu thì mình khuấy để cho nó đỡ bị bén nổi, vì nó là đặc mà. Mình chỉ cần nấu ấm ấm như nước ăn tắm em bé là được. Ngon lắm các bạn ơi. Sau khi nó nóng rồi, nó nóng ấm ấm rồi, mình sẽ tắt bếp. Và mình để nguội. Sau đấy là mình sẽ bảo quản ở trong ngăn mát, tủ lạnh. Đây là cái thành quả của sữa của mình này. Ngon lắm. Mình thử nếm. Nếm lại lần nữa. Tuyệt vời. Đây là thành phẩm của một ly sữa bí đỏ của mình này các bạn này. Chúc các bạn thành công nhé. Có chỗ nào không hiểu các bạn hỏi mình nhé.